Sau hơn chục năm được phê duyệt tới nay, dự án khu đô thị Cienco 5 do công ty xây dựng công trình 507 làm chủ đầu tư mới chỉ xây được 3 căn biệt thự với cỏ mọc tùm xung quanh, hạ tầng đang có dấu hiệu xuống cấp. Thế nhưng dự án này vẫn được giao bán rầm rộ. Dự án khu đô thị Cienco 5 Mê Linh có diện tích 49.947 ha, nằm trên địa bàn 3 xã Tiền Phong, Đại Thịnh và xã Mê Linh, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc, nay là Hà Nội. Đây là khu đô thị loại 1 nằm trong quy hoạch tổng thể của khu đô thị Mê Linh mới đã được Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt vào ngày 13 tháng 12 năm 2004. Đến năm 2005, dự án được khởi công xây dựng. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hoàn thành xong hết được hạ tầng. Hiện nay, một số đoạn đường đã có dấu hiệu xuống cấp, xung quanh cỏ dại mọc tùm. Với quy mô gần 50 ha, Cienco 5 là một trong những dự án lớn tại Mê Linh. Nhưng hơn chục năm qua, chủ đầu tư cũng chỉ xây dựng được 3 căn biệt thự sơn màu trắng giữa khu dự án. Còn lại xung quanh đây vẫn là cỏ dại mọc tùm. Một phần của dự án cũng được dùng để làm kho xưởng và nơi tập kết vật liệu xây dựng như thế này. Quan sát xung quanh, không hề thấy biển thông tin dự án. Thế nhưng, trên một số diễn đàn lớn về nhà đất lại xuất hiện tràn lan các thông tin giao bán đất nền tại dự án khu đô thị Cienco 5 Mê Linh một cách khó hiểu. Theo một đại diện của một sàn bất động sản tại Hà Nội, thì phần lớn dự án tại Mê Linh đã huy động vốn khi còn chưa hoàn thiện giải phóng mặt bằng. Lý do dừng dự án được các chủ đầu tư cho biết là do phải rà soát lại quy hoạch. Thế nhưng, nguyên nhân chính thực tế là do thị trường địa ốc quá trầm lắng. Đến đây, câu hỏi được đặt ra, lý do gì khiến chủ đầu tư vẫn chưa thể triển khai dự án sau hơn 10 năm nhận quyết định phê duyệt? Diện tích đất dự án trên có được sử dụng đúng mục đích? Liệu dự án này có bị thu hồi đất theo điểm Y, điều 64, luật đất đai năm 2013 hay không?